hóa thượng hiệp kiếm sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biệt đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma Channel Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Dạ, con kính tri ân sư. Giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 33 Kinh Phúng Tụng Sanghi Tisutta Pháp 10 Chi 10.5 10 pháp của bậc giải thoát viên mãn sẽ được Ngài Tệ Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh thường tọa minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh, đạt từ bi, đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, và con thành kính đảnh lễ Ngài Tệ Siêu thượng tọa minh hạnh đại đức nguyên thông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con tri ân sư. Dạ, hôm nay con không thấy có thượng tọa giác đẳng vào đạo tràng. Dạ, con thành kính cung thỉnh Ngài Tệ Siêu chỉ dạy cho con phải làm như thế nào ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, và Ngài Tệ Siêu có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Dạ, Ngài chỉ dạy cho con. Dạ, sa thú lành thai, con kính nhân mít đến Ngài ạ.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài Thập Thủ Chi thứ sáu, và trong cái phẩm Thủ Chi thì chúng ta chỉ có 6 bài. Bài thứ 10 là nói về mười pháp vô học, tức là mười pháp của bậc A-la-hán, tức là bậc giải thoát viên mãn. Khi mà chúng ta nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, thì chúng ta nên biết rằng là cái pháp đó là pháp của bậc A-la-hán viên mãn. Vì A-la-hán được gọi là bậc vô lậu. Nếu chỉ có 8 thì 8 cái chi pháp này thuộc bậc chánh đạo, thì đối với hàng hữu học cũng tu tập bậc chánh đạo được. Phàm phu chúng ta cũng tu tập về bậc chánh đạo được. Và khi mà chúng ta nói đến chánh trí và chánh giải thoát nữa, thì chúng ta nên biết rằng cộng chung với bát chi đạo, bát chánh đạo, thì đó được xem như là pháp của bậc giải thoát viên mãn, tức là bậc A-la-hán. Và như vậy hôm nay chúng ta học về cái pháp của bậc giải thoát A-la-hán, và đây là bài học cuối cùng của Pháp Hội Chi, và bài học cuối cùng của bài kinh Sankriti Sutta là bài kinh Phúc Tụng. Mười cái pháp này còn được gọi là cái pháp cần phải tác chứng, Dasatthamma Sacchikatappa. Bây giờ thì hôm nay không có thừa tọa được đẳng dẫn nhập, nên chúng tôi phải dẫn nhập, và sau đây chúng tôi sẽ giảng. Xin mời quý vị Quỳnh Hồng Quang Hỷ đọc cho chánh kinh. Chừng nào đọc xong thì chúng tôi sẽ bắt đầu giảng bài pháp ngày hôm nay, bài kinh ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và một chút cũng là ngày thuyết giảng. Và con xin thay mặt đạo tràng
kính chúc Ngài có nhiều sức khỏe để Ngài vào đạo tràng chúng con, để chúng con được học những pháp vô thượng của Đức Thế Tôn. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ dâng những quả phước chúng con đã tạo được đến với Ngài, cầu mong sức khỏe Ngài được an ổn. Nam mô Bụt Tha. Và hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya, bài 33, kinh khung tụng Sanghi Tisutta, pháp 10 chi 10.5, 10 pháp của bậc giải thoát viên mãn. Này các hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 10? Sáu la mã, 10 pháp vô học. Vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Bài kinh sau đây trích từ Tăng Chi Bộ dạy về 10 pháp của bậc toàn giải thoát. Dạ, con xin đọc lại. Bài kinh sau đây trích từ Tăng Chi Bộ dạy về 10 pháp của bậc hoàn toàn giải thoát. Bảy la mã 119, sự xuất ly của bậc thánh. Lúc bây giờ Bà La Môn Cha Nuốt Sô Ní nhân ngài trai giới Ubo Sát Thá, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusa ước, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thế Tôn thấy Bà La Môn Cha Nuốt Sô Ní nhân ngài trai giới Ubo Sát Thá, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusa ước, đứng một bên không xa bao nhiêu, thấy vậy liền nói với Bà La Môn Cha Nuốt Sô Ní: Này Bà La Môn, nhân ngài trai giới Ubo Sát Thá, ông gội đầu mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusa ước, đứng một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày của gia đình Bà La Môn? Thưa tôn giả, hôm nay là ngày suy của gia đình Bà La Môn. Này tôn giả, như thế nào là ngày xuất ly của các Bà La Môn? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn nhân ngày giới Ubo Sát Thá gội đầu mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn nhà với phân bò ướt trải với cỏ Kusa xanh, và nằm xuống giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy họ dậy ba lần, chắp tay đảnh lễ ngọn lửa và nói: Chúng tôi đi xuống đến tôn giả. Rồi họ đốt lửa với nhiều thục tô và sanh tô, và sau khi đêm ấy đã qua, họ cúng dường các Bà La Môn với các món ăn thù diệu, loại cứng và loại mềm. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác, này Bà La Môn, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong lực bậc thánh. Thế nào, tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong lực bậc thánh? Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi, thế nào là trong lực của bậc thánh? Này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Vâng, thưa tôn giả.
Bà La Môn Chanut Soni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây này Bà La Môn, vị thánh đệ tử suy xét như sau: tà kiến đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến, vân vân. Tà tư duy đưa đến các quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà ngữ đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà nghiệp đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà mạng đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà tinh tấn đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà niệm, vân vân. Tà định, vân vân. Tà trí, vân vân. Tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Như vậy, này Bà La Môn, là sự xuất ly trong vực của bậc thánh. 3. Sai khác, thưa tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong lực của bậc thánh. Thưa tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà La Môn không bằng giá trị của phần 16 so với sự xuất ly trong lực bậc thánh. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, vâng. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Mong tôn giả Tama bắt đầu từ trai, nhận con là đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Con xin quy ngưỡng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thêm đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con. Con kính dâng mít đến ngài. Anh bố của thầy, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Chư Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, thật ra hôm nay thì chúng tôi cũng không được khỏe lắm. Nhưng vì ngày thứ năm sư Vinh Điện đã bỏ không có giảng, nên chúng tôi sẽ giảng. Nhưng mà cái đôi mắt của chúng tôi bây giờ là không có nhìn được vào trong màn hình cũng mới bị tích, nó tạo cái sức nóng và nó cảm thấy nhức mắt. Nên chúng tôi không có đọc được ở trong máy như mỗi khi bác sĩ cho tôi uống thuốc, uống nhỏ thuốc tạm trong 15 ngày xem có suy giảm hay không, rồi mới tính đến chuyện khác. Hôm nay thì ở trong Zoom
chùa của Thượng Tọa Giác Đạo. Không có Thượng Tọa Học Tân, Thượng Tọa Đông, nhưng mà có Thượng Tọa Tây Nguyên để Đức Phật kính để thông nhập thông. Hôm thứ ba tuần này Thượng Tọa Tây Nguyên không có giảng, không biết hôm nay Thượng Tọa Nguyên có giảng được hay không. Nếu Thượng Tọa Tây Nguyên giảng được, xin Thượng Tọa giúp dùng cho cái bài giảng hôm nay. Không biết Thượng Tọa Tây Nguyên có mặt ở trước máy không? Dạ. Dạ, cảm ơn cô Diệp Quỳnh, cảm ơn tất cả quý Phật tử. Nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn phải học, là tại vì chúng ta đã có, đã được, đã hết cái bài kinh. Bữa nay là cái bài cuối cùng của cái bài kinh Sanghiti Sutta, cái kinh thập, cái kinh Phúc Tụng. Ồ, bây giờ đã có Thượng Tọa Nhật Đăng vào. Không biết là sư đệ có thể giảng dùm cho cái bài học này không? Sư đệ có trượt mặt trước máy không? Dạ, sư thủ. Vì hôm nay cặp mắt của sư huynh vẫn còn bị khó chịu, mà không có dám nhìn cái màn hình của laptop, nó tạo sức nóng của nó. Cho nên đã dẫn nhập được rồi, và Phật tử cũng đã đọc xong cái bài học. Hôm nay chúng ta học về 10 pháp vô học, tức là 10 pháp của bậc giải thoát viên mãn. Đây là cái bài học cuối cùng của cái phẩm mười chi, và cũng là bài học kết thúc cho cái bài kinh Sanghiti Sutta, kinh Phúng Tụng, và cũng hy vọng rằng là Thượng Tọa Tây Nguyên, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông Quan Hỷ và tiếp sức cho cái phần thảo luận sau khi Thượng Tọa Giác Đạo thuyết giảng xong về bài kinh này. Và bây giờ xin thay mặt toàn thể lớp học, xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đạo giảng cho bài học năm của thầy.
Vậy thì xin phép Thượng Tọa Lãng với Chư Tăng, chúng tôi nghĩ thêm một vài ngày nữa để uống thuốc và nhỏ thuốc cho nó khỏe lại, chúng tôi sẽ tiếp tục sinh hoạt. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính chân Thượng Tọa Thiệu Sư. Phật Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học bài cuối cùng của kinh Phóng Tục như Thượng Tọa Thiệu Sư vừa nói, cũng là bài cuối cùng của pháp 10 chi. Và ở trong bài này thì thưa quý vị, chúng ta tìm thấy được ý nghĩa rất là đặc biệt về 10 pháp mà có lần Chư Tăng đã bàn với nhau là trong chữ Hán dịch ở trong gì từ tiếng Phạn xét khác, có nghĩa là bậc còn bậc thánh mà còn tiếp tục tu tập. Và Asekha tức là bậc thánh không còn phải tu tập nữa, tức là bị đã hoàn tất sự tu tập. Nhưng mà trong tiếng Việt, tiếng Hán Việt của chúng ta ngày nay thì chữ hữu học và chữ vô học đó, thì đôi khi người ta hiểu lầm là hữu học là người có học, vô học là người không có học. Ở đây chữ vô học không phải là vì không có học, mà là vì đã chữ học ở đây là sự tu tập, và chữ vô học ở đây hiểu là một vị không cần phải tu tập nữa, chính là một vị đã đoạn trần các kiết sử. Nói rõ ra là bậc vô sinh ứng cúng, bậc A-la-hán. Thì thưa quý vị, 10 cái pháp ở tại đây thì tương đối là chúng ta rất là dễ để nhận ra rằng ở trong 10 pháp này có bát chánh đạo, và thêm hai phần sau là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Ở đây thì khi mà đề cập đến 10 pháp này, tương đối là chúng ta rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn 10 pháp này ở trong ba cái góc cạnh khác nhau, thì đòi hỏi chúng ta phải vận dụng cái suy tư một chút. Ví dụ như là chúng ta nghĩ là những pháp như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhìn ra thì thưa quý vị, những pháp này là những pháp của sự tu tập mà chúng ta gọi là tam học. Thì nếu một bậc đã không cần phải tu học nữa, thì những pháp này nên được hiểu như thế nào? Và nó hiện diện ở các vị đó ra sao? Đó là một phương mà chúng ta rất là cần để lưu ý. Phương diện thứ hai là 10 pháp này, thật sự thì có 10 cái pháp đối nghịch
10 pháp đối nghịch ở trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, xin lỗi, có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà tâm giải thoát, tà tuệ giải thoát. Thì khi mà chúng ta đọc 8 cái, chúng ta đọc 10 cái pháp của bậc viên giác hay là của bậc viên mãn giác ngộ đó, và có 10 pháp cái đối nghịch lại đó, thì nếu ví dụ là chúng ta hỏi rằng sao mà giải thoát gọi là tà giải thoát là sao, trí tuệ mà tà tuệ giải thoát là sao, hoặc là giải thoát hoặc là không giải thoát, sao lại có một thứ tâm giải thoát thuộc về tà giải thoát. Đây là một điểm đặc biệt rất là thú vị. Một phương diện khác thưa quý vị, ở trong 10 pháp thì chúng ta thường nghe nói trong Bát Chánh Đạo được chia làm 3 là giới học, định học và tuệ học. Giới học gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, định học về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và tuệ học là chánh kiến, chánh tư duy. Nhưng mà rồi lại thêm 2 cái pháp là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì tâm giải thoát và tuệ giải thoát tại sao được thêm vào mà đã không nói đến từ đầu Bát Chánh Đạo? Như vậy tâm giải thoát và tuệ giải thoát là thành quả của sự của Bát Chánh Đạo hay là một pháp tu tập tính với Bát Chánh Đạo? Đó là những điểm mà chúng ta đặc biệt cần lưu tâm. Thưa quý vị, bài kinh hôm nay là bài kinh dài, chúng tôi vào trễ, lẽ ra là chúng tôi giảng về 10 pháp này thì nó cũng không đủ thì giờ, nhưng mà chúng tôi lại nghĩ rằng cần để đọc qua một số những cái khía cạnh liên quan đến 10 pháp này. Và những gì mà chúng tôi sắp đọc đây là bản chánh kinh được trích từ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm 10 pháp, liên quan đến 10 pháp của bậc hoàn toàn giác ngộ, bậc viên mãn giác ngộ. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi mà chúng tôi đọc những pháp này xong đó, thì chúng ta sẽ có thời giờ để thảo luận về một số điểm mà chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc ở cho người Phật tử khi mà chúng ta đi vào những pháp này. Thưa quý vị, vị nào mà vào ở trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm 10 pháp thì chúng ta thấy một loạt trong 3 cái chương liên tục, ngài Tôn giả Nanda đã trùng tuyên rất là nhiều đoạn mà Đức Phật giảng về 10 pháp này. Chúng tôi đọc một số rồi các vị nghe. Sở dĩ chúng ta đọc điều này là tại vì thật ra đây là 10 pháp rất là phổ thông, được giảng giải thường xuyên ở tại các tu viện. Và ngày xưa khi mà các vị tăng sĩ vào xuất gia tu tập đó, thì các vị giáo thọ A Xà Lê vẫn thường tụng cho những pháp này. Đầu tiên thì thứ gì, Tăng Chi Bộ Kinh phẩm 10 pháp, chương 10 pháp mà phẩm gọi là phẩm thanh tịnh, bài kinh 123 thì Đức Phật dạy rằng 10 pháp này, này các tỳ kheo, thanh tịnh trong sáng chỉ có trong luật của bậc thiện thể. Thế nào là 10? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát.
Mười pháp này, này các tỳ kheo, thanh tịnh trong sáng, chỉ có trong pháp luật của bậc thiện thệ. Thưa quý vị, trước nhất là bài kinh ngắn này nhấn mạnh rõ một điểm đó là mười pháp vừa kể không có ở ngoài giáo pháp của chư Phật, chỉ có trong giáo pháp của các đấng thiện thể của Đức Phật mà thôi. Và bài kinh 125 đó thì nói như về mười pháp này, này các tỳ kheo, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có trong giới luật của bậc thiện thể. Thế nào là mười? Thì một lần nữa Đức Phật lại đề cập đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Bài 126, cứu cánh giúp phục tham. Mười pháp này, này các tỳ kheo, cứu cánh là giúp phục tham, cứu cánh là giúp phục sân, cứu cánh là giúp phục si, chỉ có trong luật của bậc thiện thể. Thế nào là mười? Thì Đức Phật Ngài cũng nhắc lại mười pháp mà chúng ta vừa nêu lên. Rồi bài kinh 127, Đức Phật Ngài nói về nhất hướng nhàm chán. Mười pháp này các tỳ kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, chỉ có trong pháp luật của bậc thiện thể. Thế nào là mười? Và một lần nữa thì Đức Phật Ngài lại nhắc lên mười pháp khi nãy. Chỉ có một điều là đặc biệt ở đây Đức Phật Ngài nêu rõ, đó là hành trình giải thoát. Mà có một lần chúng ta đã bàn về hành trình này, được Đức Phật dạy rằng nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thưa quý vị, ở trong cái phẩm tiếp theo, ở trong chương 10 pháp đó, cái phẩm có tên là phẩm thiện lương, thì bài kinh 134 là lần không lần, thì Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy về lần mà không lần, hãy nghe và khéo tác ý. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, thế nào là không lần? Tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát, là như vậy là không lành. Và Ngài nói ngược lại, có 10 pháp này là lành, là kusala, thì bắt đầu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Thì chúng ta một lần nữa chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật Ngài không phải chỉ giảng về 10 pháp được tu tập, 10 pháp được chứng ngộ và 10 pháp trở thành cái tánh thể, thể tự nhiên của bậc viên giác, mà những pháp này nó vẫn trong đời sống chúng ta có những pháp đối nghịch. Và pháp đối nghịch ở đây lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu, như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí và tà giải thoát, vân vân. Bài 135, thánh và phi thánh. Này các thì ta sẽ giảng về thánh và phi thánh, hãy khéo nghe và tác ý. Ta sẽ nói thưa vâng bạch Thế Tôn. Và Đức Phật Ngài nói rằng thế nào là phi thánh pháp? Thì một lần nữa Ngài nêu lên tà kiến, tà tư duy, vân vân. Và thế nào là chánh thánh pháp? Là chánh kiến, chánh tư duy, vân vân. Và thưa quý vị, trong cái phẩm mà chúng tôi vừa đọc đó, thì Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều những khía cạnh khác nhau, như là thiện và bất thiện, mục đích và phi mục đích, pháp và phi pháp, hữu lậu và vô lậu, có tội và vô tội, hối hận và không hối hận, đi đến tích tập và không tích tập, dẫn khổ và dẫn lạc, khổ di thục và hòa lạc di thục. Chi pháp thì cũng giống như vậy. Chi pháp thì cái tiêu cực thì đó là mười pháp: tà ngữ, tà nghiệp, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Và về phương diện tích cực thì Đức Phật Ngài đề cập đến mười pháp đối lập lại ở trong đó, như chúng ta biết là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân.
Thưa quý vị, phẩm trọn cả cái phẩm số 16 đó, thì ở trong đó đề cập là cũng có cái tên gọi là phẩm thiện lương. Thì một lần nữa Đức Phật cũng nhắc những cái pháp này. Và phẩm số 16 ở phẩm người thì Đức Phật Ngài dạy rằng một người thành tựu 10 pháp là người không nên thân cận, và người thành tựu 10 pháp này là pháp là người đã nên thân cận. Thì không nên thân cận là người có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, vân vân. Và một loạt bài sau đó, từ bài 156 cho đến bài 166, thì Đức Phật Ngài dạy rằng có 10 pháp mà một người nào có 10 pháp đó, tức là tà kiến, tà tư duy đó, không nên giao thiệp, không nên hầu hạ, không nên đảnh lễ, không nên tán thán, không nên tôn trọng, không nên tỏ sự cung kính, là người tạo nhiều điều phi công đức. Thưa quý vị, đoạn kinh tiếp theo đó, thì Đức Phật Ngài dạy về pháp và phi pháp. Ngài dạy về những pháp mà chúng quý vị có thể chơi chúng tôi chút xíu. Nếu chúng ta đọc vào trong ba cái chương mà chúng tôi vừa đề cập đến tại đây đó, thì chúng ta có thể nhận ra rằng 10 cái pháp từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh trí, chánh giải thoát, và 10 cái đối pháp là tà kiến, tà tư duy, v.v. được giảng giải rất nhiều và ở trong nhiều trường hợp khác nhau. Đức Phật đề cập đến nhiều khía cạnh, nhiều phương diện khác nhau. Và thưa quý vị, chính vì lý do này mà chúng tôi đọc một số các bài kinh để quý Phật tử nghe, để chúng ta thấy rằng một là đề tài này mới nghe thì quen thuộc, nhưng mà không nên nghĩ rằng quen thuộc quá rồi mình không cần tìm hiểu. Trước nhất hồi nãy chúng tôi có đề cập đó là những pháp này mình mới nghe đó thì dường như là pháp tu tập, nhưng mà đã là pháp tu tập thì một bậc vô học, tức là một bậc không còn phải tu tập nữa, tại sao vẫn sống với những pháp này? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta tạm hiểu như vậy là nó có những cái tánh hạnh mà lúc chúng ta còn nhỏ là chúng ta học và chúng ta tập. Nhưng mà lớn lên tuy rằng chúng ta học, chúng ta không học, không tập nữa, nhưng mà nó đã trở thành một phần của đời sống. Hồi nhỏ mình đến trường học để có những kiến thức, không có nghĩa là khi mình rời trường không học nữa, không cần những kiến thức đó. Thì những kiến thức đó vẫn áp dụng, vẫn hiển hiện trong đời sống. Những pháp như là chánh kiến, tư duy, chánh ngữ, ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đối với một người trong cái tiến trình tu tập thì các vị đã quân tu, vị đã tu, vị đã tập. Nhưng mà tới khi mà đạt đến chỗ giác ngộ giải thoát thì có nghĩa là những pháp này nó trở thành
cái bản chất tự nhiên nó trở thành pháp tánh của các vị A-la-hán, chứ không có nghĩa là khi mà các vị A-la-hán đã bắt đầu chứng quả rồi, gọi là thõng tay vào chợ rồi, thì muốn làm kiểu gì là sống kiểu gì, không sống buông thả, thì điều đó không có đề cập đến trong Phật giáo Nam truyền. Mà 10 pháp này là cái bản sắc của chư vị hoàn toàn giải thoát. Yeah, đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và thưa quý vị, khi mà Đức Phật Ngài đề cập đến chánh đó, thì ở đây Ngài cũng nói thêm pháp tà. Pháp tà là cái pháp đối lập. Yeah. Ví dụ như là chánh tinh tấn. Mình hiểu chánh tinh tấn đó là cái nhìn thái độ đối với thiện và bất thiện. Những pháp nào bất thiện đã sanh làm sao cho nó diệt, chưa sanh làm sao cho nó được sanh. Và những pháp nào là thiện thì chưa sanh làm cho sanh, và sanh rồi thì được duy trì. Nhưng mà rồi có chánh tinh tấn thì cũng có tà tinh tấn, tức là trong những cái siêng cũng có những cái siêng đối lập lại. Cái siêng khiến cho ác pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm. Có những cái siêng mà khiến cho ác pháp chưa sanh sanh khởi, và thiện pháp chưa sanh không sanh khởi được. Thì như vậy đó là Đức Phật Ngài dạy những cái đối pháp này để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không có thực hành chánh đạo thì thưa quý vị, những cái tà pháp đó, nó sẽ tăng thịnh, và nó tăng thịnh nó áp đảo lời chánh pháp. Thì đây là cái điều mà chúng ta không thể không lưu tâm được. Cái gì qua kỳ chơi chút cho một chút. Thường tòa tùy quyền ấy, thường tòa tùy quyền hay đại đức Pháp Tính, có vị nào đang có mặt ở trước máy, quý ngài quan hỷ giúp cho 10 phút có công việc chút, và sau đó thì xin được trở lại để tiếp tục. Một lần nữa xin được hỏi thường tòa tùy quyền hay đại đức Pháp Tính, có vị nào có mặt ở trước máy không? Dạ, kính thưa thượng tọa tùy quyền quan hỷ giúp nói cho khoảng 10 phút có công việc chút rồi sẽ trở lại. Kính thưa thượng tọa. Dạ, nam mô Phật thầy, nam mô tham mạng, nam mô sanh khai giác. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa nhất đẳng, để thượng tọa minh hạnh, để Đức Phật tính, để Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là hôm nay chúng ta học cái 10 pháp mà vô lậu học á, 10 pháp của bậc giải thoát viên mãn. Ở đây chúng ta thấy có một điều mà chúng ta nghe ra thì chúng ta thấy nó lạ, nhưng điều mà nó cũng nằm ở trong cái tinh thần đó, đó là vô học chánh trí hay là vô học chánh giải thoát, vân vân. Thì có thể nói rằng là cũng nằm trong cái tinh thần của bát chánh đạo thôi, nhưng điều mà cái sự tu chứng của các ngài để mà đạt được đến cái chữ asikha, tức là vô học đó, thì là những người hay là những bậc mà đã thành tựu, đã viên mãn về đạo quả, và các ngài không còn sân y, không còn hữu trên cuộc đời nữa. Cho nên vì vậy là mới gọi là cái giá trị của cái sự vô học, của bậc thánh vô học. Một mặt khác, bậc thánh vô học ở đây tức là vị này không những việc nó làm đã làm, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, và sau đời sống này không còn cái đời sống khác nữa. Thì chúng ta thấy cái sự viên mãn về chánh tri kiến, sự viên mãn về, hay nói chung về sự viên mãn về sự giải thoát một cách đầy đủ, một cách đúng đắn, một cách
viên mãn thành tựu, mà ở đó được Đức Phật ngài xác lập trong Bà La Môn Chanusuni trong kinh văn, thì chúng ta thấy nó lên một cái giá trị của tịnh thanh của tăng, của coi như là Supatipanno Phakavato Savakasangho, của cái bậc tịnh hạnh tịnh giới. Có thể nói rằng nói đến 10 cái sự giải thoát này cũng là nêu cao cái vai trò của các bậc thánh, mà chúng ta nghĩ là người phàm phu không thể mà gọi là thành tựu và đạt được những cái vô lậu học này được, khi mà vị ấy chưa có thành tựu viên mãn, ngay cả đến tam đạo tam quả cũng chưa gọi là Sikha Thamma, mà khi nào đến tứ đạo qua tứ quả, chúng ta biết là hữu học, ngay cả bậc đến tầng thánh thứ bảy là tứ đạo cũng vẫn còn hữu học, khi nào mà đạt đến tầng thánh thứ tám tức là tứ quả, thì ngay khi đó mới gọi là Sikha Thamma, tức là pháp các bậc thánh thuộc về các bậc thánh vô học. Thì nói như vậy để xác lập cái tuyệt đối về cái sự tu chứng của các bậc thánh, mà người phàm phu hay hạng phàm phu không thể so sánh bằng được. Bởi một trong những cái đại giới rất là quan trọng, nó được phe cao nhân, thứ nhất là thiền định hay đạo quả. Nhiều khi có một số người tưởng lầm họ chứng thiền, hay một số người lầm tưởng rằng họ chứng quả, hay được một số nơi mà tự cắt đặt cho vị này sơ nhị tam tứ quả, đó là cái đó là cái chuyện của chúng sinh, chứ sự thật ra đối với các bậc thánh mà ta chứng người ta không nói, mà ta chứng người ta cũng không cần để mà có cái sự so sánh hay cái sự phân kỳ gì cả, mà khi cái sự chứng đắc được chính là mục đích để các ngài hiểu được, cũng như tầng chứng ngang nhau, hoặc là trên hiểu về dưới, hoặc là ngang nhau. Thí dụ chúng ta chứng đắc Tu Đà Hoàn thì vị kia cũng phải chứng đắc Tu Đà Hoàn mới hiểu được, hay là vị Tu Đà Hàm mới hiểu được, rồi Á Na Hàm mới hiểu được cái tầng thấp nữa thì tới tứ quả mới hiểu được tam quả, vân vân. Thì cái cách như vậy đó chính là một cái điều chắc chắn rằng ở trong cuộc đời này chúng ta thấy cái sự xác lập một cách rõ ràng ở bên cái vấn đề mà sự vô lậu học giải thoát, và ngược lại cũng như vậy, thì cũng có ở mà 10 cái hàng giải thoát thì cũng có 10 cái chánh, thì cũng sẽ có 10 cái tà thì đưa đến, như tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà niệm, tà định, tà giải thoát, hoặc là tà trí, vân vân. Thì ở đó cũng như thế, nó có một sự đối lập. Mà đọc trong kinh văn thì chúng ta thấy đây là một điều mà Đức Phật xác lập rõ giữa cái sự viên mãn, giữa một cái sự đầy đủ, giữa một cái giá trị tuyệt đối và một con người còn bơi và lặn hợp ở trong tam giới, ở trong cuộc đời này chưa có thể thoát ly khỏi cái sự sanh tử, nó khác đi cái sự xuất ly của trong pháp và luật của bậc thánh, hay là trong cái chúng ta gọi là cái hành xứ của bậc thánh, về cái chánh cái tà nó rõ ràng, nó không thể thay đổi được nữa. Dạ, kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều trình bày như vậy. Bây giờ con kính thượng tọa nó quay trở lại. Dạ, thượng tọa. Dạ, chắc có lẽ thường tội chúng ta đang đăng một chút xíu, chúng tôi cũng cũng sẽ nói tiếp. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ?
Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Đây là một sự tu tập mà khi chúng ta đọc ở trong kinh văn, chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài xác lập một cách rõ ràng. Ở cái chánh đó, cái chánh đó thì đưa đến kết quả an lạc giải thoát, cái sự an lạc, sự giải thoát, sự không còn sanh hữu cho đời sau, sự không còn phiền não sanh tử nữa. Nhưng hãy mà có cái tà đưa đến đó, thì quả dị thục của nó chính là đau khổ trong tương lai. Có thể nói rằng trong cuộc đời này, cái chánh cái tà nó lưỡng lập, không thể nào mà vừa chánh chánh mà vừa tà tà được. Tà là tà, chánh là chánh. Tà niệm là tà niệm, mà chánh niệm là chánh niệm. Tà kiến là tà kiến, và chánh kiến là chánh kiến. Không thể nào mà chúng ta có một sự là phân lập, bởi vì cái hạng phàm phu thì còn cái sự giải đãi, còn cái sự hoài nghi, còn cái sự yếu mềm, yếu đuối. Nó không có một cái hùng tâm dũng mạnh hay là hùng tâm dũng khí. Còn đối với các bậc thánh thì các ngài viên mãn, mà ở trong kinh văn dạy rất là hay. Cục cừ đã đóng cứng dưới đất, dù gió bốn phương cũng không lay chuyển thế nào, thì cái tâm của các bậc thánh mà đã nhập vào gọi là sơ đạo thì diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, không có hề thay đổi. Đối với các bậc thánh thì các ngài không có gì có cái chấp về cái thường kiến hay là cái đoạn kiến hay là các cái giới cấm, chấp rằng đời này đời sau, chấp coi như là chấp hữu hay là hoài nghi về Phật pháp tăng, hoàn toàn không có. Và cái tâm của các bậc thánh trung học là tầng thánh thấp nhất, đó là sơ đạo đi, thì kính thưa quý vị, họ cũng không có phải là họ phải nói thực sự nhàm chán và sợ hãi cái sự sanh tử luân hồi hơn là chúng sinh phàm phu. Bây giờ chúng ta sợ luân hồi, chúng ta ngay trong có những tâm khi chúng ta, tâm của chúng ta nó vững chắc, tâm của chúng ta nó đang có một cái hùng tâm dũng khí mạnh mẽ, thì chúng ta làm việc coi như hăng say và không biết mệt mỏi, vì dấn thân coi như là đêm ngày. Nhưng đến khi mà tâm của chúng ta nó giải đãi, phiền não nó ngự trị, phóng dật nó ngự trị, tâm của chúng ta nó yếu xìu. À, cũng như quý vị thử đi, ở trong cuộc đời sống bình nhật của mình á, đến lúc khi mình phát khởi một niềm tin nơi tam bảo rất là lớn, có đôi khi mình tự nhiên mình bị một cái sự bị một nhiều cái chuyện của cuộc đời nó mang tới cho mình, thì mình cũng cảm thấy mình giải đãi hay là mình hoài nghi, mình không có hùng tâm dũng khí mạnh mẽ nữa, thì ngay sau đó chúng ta biết là tâm của chúng ta nó đã bị một cái sự giải đãi, nó bị một cái sự hoàn trả ở cuộc đời này. Cho nên vì vậy cái sự tu tập là cần thiết, cái sự tu tập là cần mỗi người phải có một sự nhiệt tâm, phải có một sự nhiệt huyết, phải có một cái sự vững chắc, phải có một tri kiến, phải có một cái sự sáng suốt, phải có một cái lập trường vững vàng, coi như một lòng chúng ta theo, một lòng chúng ta quy y Tam Bảo, một lòng chúng ta lắng nghe giáo pháp, một lòng chúng ta thực hành, thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ thành tựu. Chứ không phải có một sự hoài nghi, có một cái sự giải đãi, hay có một cái sự cản đảng rồi thế là chúng ta bỏ, hay chúng ta không có thực hành, hay chúng ta không có chuyên cần, có sự tinh tấn. Mà kính thưa quý vị, khi chúng ta giải đãi, hôm nay chúng ta bị hoài nghi mà chúng ta bị cản trở, thì đời sau nó cũng cản trở. Vì vậy cho nên chúng ta quyết giữ một niềm tin vững chắc, một tấm lòng sắt son, nguyện chúng ta gìn giữ tu tập cái niềm tin tâm, cái chánh tri kiến ở kiếp hiện tại này cũng như ở trong kiếp tương lai, dầu sanh bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, chúng ta có lối về, chúng ta cũng có hướng đi, chúng ta cũng có suối nguồn pháp bảo, suối nguồn của tri kiến, suối nguồn của chánh đạo,
sẽ soi sáng đến ta. Nó quan trọng vô cùng. Và vì vậy cho nên nhiều chúng ta không thể tu ở một kiếp hai kiếp mà chúng ta có thể chứng đắc được, thì ở đó chúng ta có thể tu nhiều kiếp. Và đó cũng chính là góp nhặt, đó cũng chính là tu tập ba la mật để được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Dạ, chúng con đã thấy thần tòa đã quay trở lại, con kính thần tòa tiếp tục dự họp chương trình hôm nay. Nam mô Bố Tha. Dạ. Sa thú kính trình thần tòa tự nguyện. Bạch Chí Thông Đức và thư quý Phật tử, thay vì trở lại để tiếp tục giảng bài học ngày hôm nay, thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đi vào phần thảo luận giữa Chí Tăng với nhau, và chúng tôi sẽ đưa được những câu thảo luận liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Trước nhất là xin thỉnh Thượng tọa Tuyên Quyền, không biết Thượng tọa Tuyên Quyền vừa buông biết xuống, bây giờ Thượng tọa Tuyên Quyền của Phong thì trở lại một chút. Thượng tọa Tuyên Quyền, nếu mà chúng ta so sánh về cái giới phần, cái giới quẩn ở trong tam học là gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu mà chúng ta so sánh với ngũ giới, với bát quan trai giới, với sa di giới, thì không giới, thì tôi nghĩ rằng nó khác biệt nhau như thế nào? Xin thưa cậu Quang Hỷ trở lại kính thỉnh thưa tòa. Nam mô Bố Tha Giá, dạ Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con kính lễ đến Chư Tăng. Chúng tôi kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính mời quý vị nghe rõ. Tu tập về giới quẩn gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có gì khác so với ngũ giới, bát quan trai giới và sa di giới không, hay tỳ kheo giới? Ở đây, khi giới quẩn nếu như gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đây là giới trong bát chánh, trong giới phần trong bát chánh đạo, hay gọi là chúng ta gọi là giới quẩn. Đây là một trong những cái giới để làm nhân làm duyên, chấm dứt sanh tử khổ đau. Hay giới quẩn này hợp trong bát chánh đạo, hợp vào trong tâm sơ đạo, thì sát trường phiền não, chứng đắc tu đùa. Chúng ta đang nói một cách rõ cho quý vị biết như vậy. Đó là cái giới nó thuộc về giới học, hay thuộc về giới quẩn, đi gồm cái giá trị tuyệt đối như thế. Nhưng mà còn một mặt khác nữa, với ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo giới, cái giới này đây là một sự thứ lớp, hay đây là một cái giới mà chẳng hạn như ngũ giới ở xứ Bắc Cô Châu là tự nhiên ta sinh ra từ những ngũ giới, hay là có một số người ta chỉ thọ trì giới một cách bình thường, hay bát giới hoặc ngũ giới người ta chỉ muốn thọ trì như vậy. Ngay cả cái ngũ giới và bát quan trai giới này có trong ngoại đạo, có ở ngoại đạo, nhưng ở trong cái giới quẩn ngoại đạo không có, hay là trong cái giới học ngoại đạo không có, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ngoại đạo không có cái giới này, mà giới họ vẫn có ở trong ngũ giới hay bát quan trai giới. Nhờ như vậy họ mới chứng đắc thiền định, họ mới chứng đắc thiền. Chúng ta nhớ rõ, ngoại đạo cũng có những cái này. Chính vì họ có cái giới này cho nên mới chứng đắc định được. Chứ nếu họ không có cái giới thì không thể nào mà chứng đắc định được. Tâm của họ phải được tương đối, phải được có một sự ngăn ngừa, có một sự gìn giữ, thì họ mới chứng tiến tu chứng định được. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một sự dị biệt chỗ này. Và đối với cái người có một cái không có cái, có một số người dĩ nhiên có những điểm đồng, có những người có cái tâm cầu đạo giải thoát, có những cái tâm mà để mà hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử, thì họ nhìn giữ ngũ giới hay bát giới cũng là giá trị của chánh ngữ, của chánh nghiệp, của chánh mạng, hay của giới học, hay là giới quẩn. Và sa di giới cũng vậy, tiện kheo giới cũng vậy. Tức là có những người họ thọ trì ngũ giới, họ thọ trì bát quan trai giới, sa di giới và tỳ kheo giới. Từ chỗ đó họ vẫn chứng đắc, họ vẫn tiến tu và thành tựu
và họ thành tựu được cái thế giới quẩn, hay là thành tựu được cái giới học, hay là cái giới quẩn này. Có thể nói rằng là thành tựu được là do cái tâm ước cầu ước nguyện với cái sự giữ giới này, là nhân là duyên, để định sanh, để tuệ sanh, hay để chấm dứt cái sanh tử khổ đau ở trong tương lai. Thì ở đây các cái bậc mà trí tuệ người ta mới có một cái sự liên, có một sự suy nghĩ như vậy. Còn ngược lại, nếu những sinh tu tập bình thường thì người ta khó có chỗ này. Cái này chúng tôi nói thành thật luôn, ngay cả khi chúng ta thọ giới, bát quan trai giới, hoặc là say giới, thì theo giới, ngồi trong tại trường thiền, nhưng nếu chúng ta không có cái tâm mà hướng tới, có cái tâm mà cái tâm đó có trung tâm đại thiện, mà có chánh kiến, hay là đại thiện mà có chánh kiến, chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, nó phối hợp để nó dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta tại trường thiền cũng vô giá trị. Tức là chúng ta chỉ được cái thân an tâm an, nhưng sẽ không tạo được một cái giá trị đầu giải thoát. Theo một người tu thiền ở trong trường thiền, theo được rồi vị hành giả tu tập nói chung, mà tâm bị dính mắc, tâm bị chấp nhiếp ở một cái gì đó thì nó cũng bị vướng mắc luôn. Cái sự thọ dụng không đúng đắn, cái lời nói không đúng đắn, và cái sự cái sự nuôi mạng không đúng đắn, thì xem như họ không có thể thành tựu được cái chánh mạng, mà không thành tựu được cái chánh ngữ, và không thành tựu được cái chánh nghiệp. Và khi không thành tựu được như vậy, một cách tốt đẹp như vậy, thì công phu sẽ uống lũ cho một đời ấy. Cho nên vì vậy chúng ta xác lập rõ ràng cái giới mà trong giới quẩn nó khác so với ngũ giới và bát quan trai giới, sa di giới và tỳ kheo giới. Một vị tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo giới tức là áp mình, ép mình vào giới bổn ba la đề mộc xoa, nó thu thúc lục căn quán tưởng và nuôi mạng. Thì ở đây tức là giới, ở đó như giới trong nhiều gọi là nuôi mạng thanh tịnh đó, thì nó thuộc về cái giới quẩn. Còn nếu như tỳ kheo giới mà không có giá trị nuôi mạng nó đúng đắn thì nó cũng không có giới quẩn nữa. Dạ. Thì nó có cái điều khác, chứ không phải là thọ giới tỳ kheo xong của chúng ta nó về cái tướng thì chúng ta được, hay cái tánh chúng ta chưa chắc đạt được, cái giới cái tướng thì chúng ta được nhưng cái tánh chúng ta không được, hay chúng ta được cái như là thọ trì, được nhận giới, được thọ giới, nhưng chúng ta chưa có đắc giới, cái thành tựu giới được. Nó là như vậy. Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái điều mà tu tập giới quẩn gồm có chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, có khác gì so với ngũ giới, bát quan trai giới hay sa di giới? Thì có khác ở đó chính là những cái chính ngữ nghiệp mạng này, nó là nhân là duyên để hợp trong bát chi đạo, hợp trong tâm đạo để sát trừ phiền não. Còn các cái giới còn lại như là ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, thì kheo giới, cũng có đôi khi nó thành tựu được giới quẩn, và có đôi khi không thành tựu được giới quẩn. Và không thành tựu được giới quẩn đồng nghĩa rằng không có chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng phối hợp cùng với chính các cái giới đó, như là ngũ giới, bát giới, sa di giới và tỳ kheo giới. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chúng con thảo luận là như vậy. Nếu quý vị không có thúc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú ký trưng thượng tọa tây quyền. Đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Đại đức pháp tính ở trong tân chi bộ kinh, khi đức Phật đề cập đến 10 pháp cần phải tu tập đó, thì ngài có đề cập đến bát chánh đạo và luôn cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đa số chúng ta nghĩ rằng tâm giải thoát, tuệ giải thoát là cái kết quả của sự tu tập bát chánh đạo. Nhưng mà khi Đức Phật ngài dạy rằng
trong 10 pháp cần phải tu tập thì có cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì theo định lý pháp tính nghĩ đó, là tâm giải thoát và tuệ giải thoát là sự tu tập hay là thành quả của sự tu tập? Kính thỉnh định lý pháp tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Bản, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, qua câu thảo luận số 2 hỏi rằng tâm giải thoát và tuệ giải thoát là sự tu tập hay là thành quả của sự tu tập? Thì theo như con nghĩ, đối với cái bài học ngày hôm nay, khi mà nói về mười chi, thì nó cũng giống như nói về cái sự nói về bát thánh đạo, hoặc là như trong kinh Tăng Bộ. Thì đối với những cái pháp này nó cũng có cái sự giống nhau. Có nghĩa là ở đây thì chúng con muốn nói rằng là đối với tâm thoát và tuệ giải thoát, nó đều là cái pháp để mà mình tu tập. Ví dụ như vị ấy tu tập tâm và tuệ, vị ấy tu tập tâm và tuệ, tâm giải thoát là như thế nào? Có nghĩa là giải thoát khỏi những cái truyền cái là tâm giải thoát. Còn tuệ giải thoát là chúng ta tu tập làm sao mà để mà đoạn trừ được những cái phiền não. Thì đối với những cái pháp mà chúng ta đang tu tập thì nó mới giải thoát được khỏi những cái truyền cái. Hoặc là cái sự tu tập của chúng ta, cái mục đích tu tập của chúng ta để làm gì? Để mà đoạn trừ được những cái phiền não thô, hay là phiền não trung, hay là phiền não vi tế đó. Thành ra do căn cứ vào những cái điều này đó, thì theo như ý con nghĩ rằng là đối với tâm giải thoát và tuệ giải thoát là cũng đang nằm ở trong cái sự tu tập. Tu tập để mà thoát khỏi những cái phiền não, thoát khỏi những cái truyền cái. Khi nào mà nói về tri kiến giải thoát hoặc là trong những cái khía cạnh khác thì mới gọi là cái thành quả. Còn bây giờ thì nếu mà mình căn cứ theo tu tập bát chánh đạo, hoặc là vị ấy tu tập tâm và tuệ, thì coi như là những cái vế này nó đồng nhau. Thành ra nên theo như con nghĩ rằng như vậy thì là có nghĩa là đối với những cái pháp này vẫn còn là cái pháp đang tu tập, hoặc là mình có tu tập được mà thành tựu rồi thì nó vẫn là cái nhân mà mình đưa đến giải thoát, chứ không phải là cái thành quả của cái sự tu tập. Thì theo như ý của con thì con nghĩ như vậy. Nếu mà có một cái điều gì còn thiếu sót thì con xin thỉnh thượng tọa bổ túc thêm giùm chúng con. Và bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú thí trưng đại thế pháp tính. Đại thế quyên thông, đại thế quyên thông có ở trước máy không? Nếu đại thế quyên thông nghe được, thỉnh đại thế quyên thông trả lời câu thảo luận số 3. Đại thế quyên thông, chúng ta thấy rằng những pháp như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, v.v. là pháp để tu tập. Nhưng mà ngay cả một vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não rồi, thì những pháp này vẫn là cái pháp tánh của chư vị A-la-hán. Thì chúng ta nghe nói rằng mình đi qua sông rồi phải bỏ bè,
Nhưng mà nếu trong trường hợp này thì phải chăng là mình đã qua sông rồi nhưng mà chú bè vẫn không chịu bỏ, có phải như vậy không? Xin thỉnh Đại Đức Quý Thông Quang Hỷ chia sẻ vài cái suy tư về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ và kính thưa Đạo Tràng. Cái vấn đề này nó nói ra thì coi như có vẻ là hơi nghịch lý, nhưng mà sự thật là những người mà đã chứng đến tứ quả rồi đó, thì những người đó không có, cái tâm của họ không còn vướng mắc đến tham ái hay sân si nữa. Vì vậy cho nên cái tâm của họ lúc nào cũng trong sạch. Vì vậy cho nên nếu mà nói rằng là họ bỏ bè, không phải là họ bỏ bè, nhưng mà tại vì họ là người là gọi là vô cấu rồi, tức là một người đã không còn phải học nữa, tức là không còn phải tu hành nữa. Đã bởi vì người tu hành là khi nào mà cái tâm mình bị vướng những cái trần cảnh bên ngoài do mắt tai mũi lưỡi thân ý duyên với là sắc thanh hương vị xúc pháp, mà bây giờ khi giờ tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp đó thì cái người đó thì đã học tập mà đến nỗi là nó không còn có cái sự mà vướng bận được nữa. Hôm trước ngài Xá Lợi Phất đó, cái bị là du quan, cho nên ngài cái nói là cái hạnh của ngài như là đất, thì ai làm cái gì vậy thì ngài cũng là không có vướng bận gì cái gì hết đó. Hay là chuyện những hạnh tu hạnh của ngài thì chúng ta thấy rằng một người mà tu hành đến một cái mức độ là vô học rồi đó, thì tất cả những về ái dục phiền não về sân hận sân si thì nó đã không còn nữa, là vì người đó đã quân tập. Chữ quân tập có nghĩa là người đó khi nào mà đã gặp những cái cảnh sắc hay là những cái trường hợp mà thường bình thường lúc trước chưa là được là asekha, thì những người đó thì có thể là phải bị vướng mắc theo có những cái phiền não ngủ ngầm. Nhưng mà khi mà đã hoàn toàn đã trong sạch được 10 phiền não, 5 hạ phần kiết sử và 10 cái thượng, 5 phượng thượng phần kiết sử nữa, thì người đó là một cái người là không còn vướng bận nữa. Vì không còn vướng bận nữa cho nên và cái người đó luôn luôn lúc nào là cũng ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, và họ biết được cái tâm của họ có bị vướng bận hay không. Bởi vì vậy kính thưa sư phụ, đối với câu hỏi số 3 này, một người tu tập chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh nghiệp cho đến khi hoàn toàn giác ngộ, thì những pháp ấy là những pháp hiện hữu trong đời sống của thế gian. Nhưng mà những cái pháp ấy là cái người hành giả đã không còn vướng bận nữa. Vì vậy cho nên con có nhớ là một cái bài pháp mà có một cái người đó giận dỗi và vợ rồi đánh vợ thế nào đó, bà vợ bà bỏ đi về, thì cái ông đó ông chạy theo, ông coi, ông hỏi ông vị tỳ kheo, mà lúc vị tỳ kheo đó đang quán sự sanh diệt của danh sắc, thì ông hỏi thưa đại sư có thấy vợ có đi ngang đây hay không, thì đại sư nói là tôi không có thấy người nào là vợ của ông cả, nhưng mà tôi thấy có một bộ xương biết đi thôi. Bởi vì ta chỉ nhìn cái người đó chỉ là một cái bộ xương thôi đó, chỉ là cái danh sắc đó, chứ không phải là cái người mà cái tên tuổi ổng có một cái nhìn của cái người gọi là cái nhìn chân thật, một cái nhìn thấy những cái điều nó xảy ra trong cái chân lý tuyệt đối, chứ không phải là trong cái chân lý là bánh nhát tí, mà nó gọi là paramattha. Vì vậy cho nên khi mà đã đạt đến trình độ đó rồi thì những cái pháp thế gian không có đụng chạm đến tà áo của những vị mà thánh tăng, chứ đừng nói là đụng chạm cho con người hay vào tâm của người ta. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái điều này là cái điều mà đã nói lên cái pháp hành của một con người, mà khi mà người đã hoàn toàn giải thoát rồi thì những cái dục lạc của trần gian này không đụng chạm đến họ, tức là họ không có thích thú. Bây giờ mình nếu mình nói như vậy thì con nhớ trực nhớ lại cái trên trần gian này có hai người mà con đã đọc và rất là khâm phục, đó là ông Maha Kassapa và bà Vada Kapileni, là những người đã tu hành bao nhiêu rồi, cho nên khi mà sống ở trong trần gian là người đã không muốn lấy chồng mà không muốn vợ, bà Vada cũng không muốn lấy chồng mà bà ông Kassapa không muốn lấy vợ, nhưng mà tại vì cha mẹ bắt buộc là phải có vợ có con
có vợ để mà để giữ cái gia tài, thì nghe lời cha mẹ vậy thì chịu đám đám cưới. Nhưng mà khi mà đám cưới về thì bà Phá Đa ngồi một chỗ buồn rầu, ông Kassapa cũng ở một chỗ buồn rầu đó, là vì không có cái chuyện này như thế nào. Cho nên khi mà hỏi ra thì hai người đã nói rằng không có ai muốn lấy chồng, không ai muốn lấy vợ cả, cho nên là họ bằng lòng là sống chung. Nhưng mà cái giường đó thì mặc dù họ ngủ chung nhưng ở giữa đó họ để cái lẳng qua đó, để cho mà không có đụng chạm với nhau. Thành ra cái người mà đang tham ái, đang còn trong thời gian này, cái chuyện tham ái hay sân si nó còn y nguyên như nguyên thông vậy đó, thì mỗi khi mà gặp những điều ở đó thì phải nhìn thấy cái tâm mình, thì nhìn thấy cái tâm mình rồi nhớ lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nhớ là cái nhân quả nó không có nhìn mặt. Cho nên là hễ phạm giới thì biết rằng là phải đọa địa ngục, và cái điều không tránh khỏi. Thì nhờ vậy thì mới tự mình cứu thoát mà mình ra còn được, ba được. Chứ còn tất cả những cái người mà đã như là ngài Xá Lợi Phất hay là ông Mahakassapa rồi, thì những người đó không có vấn đề mà phải nhìn lại cái tâm rồi phải nhớ lại lời dạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người đó họ đã là Aseka rồi, tức là bậc vô học, tức là không cần phải điều phục nữa. Đó, không cần phải điều phục mà họ không còn vướng nữa. Đó, thành ra đối với câu hỏi số 3 này á, thì cứ thưa sư phụ là một người tu tập chánh kiến, chánh tri, duy chánh ngữ, chánh nghiệp, khi đã hoàn toàn giác ngộ thì những pháp ấy vẫn là những pháp hiện hữu trong đời sống, nhưng mà không phải trong đời sống của cái người mà trong đời sống là trong đời sống của thế gian. Chứ còn đối với những người mà giác ngộ rồi thì họ không có chuyện, họ không có còn phải là phải cái điều phục, họ có vướng đâu mà phải điều phục. Cái điều phục là khi mà cái tâm mình vướng vào những cái pháp là ái dục hay là sân si, rồi mình thấy mình tâm mình có ái dục cái sân si thì mình điều phục cái đó để cho tâm mình nó trong sạch lại đó. Chứ còn có những người mà đã mà hoàn toàn xong rồi thì không có cái vấn đề là điều phục nó đã gì, họ có vướng đâu mà đầy điều phục, cái tâm họ có bẩn đâu mà điều phục đó. Đó là những điều mà nói như vậy đó. Thì còn cái câu là đến khi đã hoàn toàn giác ngộ thì những pháp ấy vẫn là những pháp hiện hữu trong đời sống, những pháp hiện hữu trong đời sống của những chúng sanh vô minh. Chứ còn đối với những người giác ngộ thì có đụng đâu mà cho nên mình có thể nói là ở đời sống, cái đời sống này là đời sống của cái tham sân si. Nhưng mà cái người đó không còn tham, không còn sân, còn si, cho nên họ đi vào trong cuộc đời này mà tâm không có dứa ngộ. Thì cũng như cái bài câu mà chúng ta học là trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh, mà bùn là khi cái bông sen nó là như vậy. Còn cái người mà A-la-hán thì cũng vậy, ở trong cái trần gian này mà những người đó không còn ái dục, không còn tham sân si nữa, thì đó là cái sự nhận xét của con xin trình bày như vậy. Có lẽ là con xin trình bày không được rõ ràng, con thỉnh mời sư phụ Lâm Mai để giảng giải thêm những điều mà con nói không được thông suốt. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở Lâm Mai. Sao thú cái trừng để được quyền thuật. Thưa tôi tự quyền, thưa tỏ có còn ở trước máy không? Nếu thưa tôi tự quyền nghe được, thỉnh thưa tôi hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Thưa tôi tự quyền, ngày nay có nhiều Phật tử họ quan niệm rằng mình tu là phải đơn giản. Thí dụ mình chỉ niệm Lục Tự Di Đà hay tu một pháp môn là phải đơn giản thôi. Thì như vậy cũng đủ đi để giác ngộ, cũng đủ đi chứng đắc. Còn khi mà nói đến Bát Chánh Đạo thì đã có 8 chi phần rồi. Và lại bây giờ nói đến 10 cái pháp thêm tâm giải thoát, tuệ giải thoát nữa thì nó có quá nhiều để sự tu tập không? Và cái quan niệm rằng chỉ cần tu một pháp môn là đã đủ để chứng đắc rồi, thì quan niệm nó có chính xác theo Phật pháp không? Kính thỉnh thưa tòa tự quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì kết bạch cho ta kính thưa các quý vị, thì có thể nói rằng là có quan niệm người ta nghĩ rằng là tu tập chỉ một pháp môn nào đó thì sẽ được cứu cánh. Thì ở trong 48.000 pháp môn, coi như 84.000 pháp môn, thì chúng ta tu pháp môn nào cũng về hết, về với Đức Phật hết, hay là thành tựu chứng đắc được hết. Cái nhìn này nó rất là sai. Đây là một việc. Còn việc thứ hai nữa là đừng nói chi đến pháp môn mình niệm Phật A Di Đà hay là về cõi giới Di Đà vân vân, thì cái đó nó không có trong kinh văn nguyên thủy không có. Cái đó của người sau, của của người sau, coi như là thêm thắt. Đức Phật ngài nói rằng Ekayano Maggo chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là giới học, định học và tuệ học, hay là đó là tứ niệm xứ. Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử sầu bi khổ ưu não. Thì đó chính là con đường bát chánh. Mà nếu nói tu tụng con đường bát chánh thì phải có 8 con đường, không phải không thì không. Không phải chỉ có một con đường. Chỉ có một con đường Maccima Vatipada. Đó chính là con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử. Ở đây tại sao Đức Phật này nói Ekayano Maggo, nói về tứ niệm xứ? Bởi vì có chánh niệm trong đó. Mà chánh niệm khi bát chi đạo có chánh niệm thì chánh niệm có mặt ở nơi nào? Và chánh niệm ở đây tức là chánh niệm tu tập một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp, hay khi chánh niệm phối hợp trong tâm đại thiện siêu thế thì 7 chi đạo còn lại sẽ cùng phối hợp. Rồi khi chúng ta tu tập thất giác chi cũng vậy, cũng có niệm, cũng có tịnh pháp giác chi, có chánh kiến, có chánh tấn, có chánh định, thì định giác chi đó thì nó cũng là có sự phối hợp. Rồi cũng vậy, ngũ căn ngũ lực, tính tấn, niệm định và tuệ, niệm định tuệ, thì chúng ta thấy cũng đều có một sự liên quan hết. Gọi là có ba bô thứ bát thứ giá, tức là 37 pháp trợ đạo bồ đề, hay là nói ngắn hơn tức là bát chánh đạo, ngắn hơn nữa tức là nói tứ niệm xứ, hay nói là về giới học, định học và tuệ học. Và có những đoạn kinh Đức Phật nói chỉ ví dụ như nó thành tựu người nào thành tựu về cái sự điều phục được tâm được, thì cái gì tu chứng mà nó thuộc về giới học, về định hay thuộc về tuệ. Thì khi người tu á, khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy ông đoạn kinh Đức Phật ngài tán thán một cách rõ ràng như vậy, là thành tựu về tính, thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ, vân vân, hay thành liễu tri về pháp này, liễu tri pháp kia, hay là vị nào chứng đắc biết được các pháp này nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã, mà để mà thấy được cái sự vô thường thì phải hội đủ những cái chi phần của giới, của định, của tuệ. Để thấy được cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc mà chúng ta đang tu tập thiền tệ đó, ở đó niệm, chánh niệm và tỉnh giác nó vững chắc một cách rõ ràng. Hay là cái giới học, cái định học, cái tuệ học đó được thành tựu một cách viên mãn, thì chúng ta mới nhìn thấy thấy cái sự sanh sự diệt của danh và sắc, chứ không dễ dàng mà nhìn thấy được cái sự sanh sanh diệt của danh và sắc pháp đâu. Dạ. Cho nên thấy nói rằng rất là nhiều pháp hay là ít pháp như vậy mà có sự tu chứng, nhưng nói thì cũng phải nói đúng dựa trên kinh văn rõ ràng, chứ không phải là như lời Phật thuyết mà đã được xác lập trong Tam Tạng Kinh Điển. Trong 84.000 pháp môn không có một cứu cánh thiết lập cho cảnh giới A Di Đà. Trong 84.000 pháp môn đó, pháp môn nào là pháp môn đưa đến tu chứng, đưa đến sự chấm dứt, đưa đến sự sanh, chấm dứt sanh tử khổ đau,
một cách rõ ràng, chứ không phải là pháp môn nào cũng là pháp môn đó, mà pháp môn đưa đến tu chứng cả. Bằng chứng chúng tôi nói ví dụ chẳng hạn như các pháp vô ký, Đức Phật nói đến các pháp vô ký thì các pháp môn đó có phải là cái pháp môn cho chúng ta tu không? Không. Các pháp môn bất thiện cũng là một trong những pháp môn đó, mà trong 80.000 pháp môn nó trình bày về cái bất thiện, vậy cái pháp môn bất thiện đó chúng ta đâu có tu. Mà các pháp môn thiện, mà thiện như thế nào, cái thiện mà đưa đến cứu cánh, đưa đến cái sự giải thoát, chỉ có con đường trung đạo, hay là con đường bát chánh, hay con đường tứ niệm xứ, con đường thất giác chi, ngũ căn ngũ lực, tứ chánh cần, tứ nhân ý túc, thì đây là những con đường mà gọi là 37 cái pháp này, nó trợ cho cái bồ đề, trợ cho cái sự tu tập. Mà nó 37 pháp thì có thể nói về 8 pháp, nó 4 pháp cũng được, nó 5 pháp cũng được, nó 7 pháp cũng được. Thì chứ còn cái đó đó thì nó mới theo đúng cái tinh thần Phật Pháp. Còn nếu như chúng ta nhìn một cách chung chung, nói một cách khuyến tu, nói một cách tức là không có chuẩn xác, nó không có một cái tâm tư rõ ràng, thì người ta nói một cách bao quát và người ta nói một cách không chuẩn xác, là để cho chúng ta có sự hiểu lầm. Thì kính bạch thượng tọa, đây là sự thảo luận của chính con là như vậy. Nếu có gì cần có thúc quân kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú kính chân thượng tọa tự quyền. Đại đức pháp tính còn ở trước máy không? Nếu đại thừa pháp tính nghe được, xin thỉnh đại thừa pháp tính trả lời cho cuộc thảo luận số 5. Dạ, đại thừa pháp tính có nhiều học giả đó, họ học giả Tây phương đó, họ quan niệm rằng trong cái thời kỳ đầu của Phật giáo đó, chú trọng quá nhiều đến đời sống tu viện hay là đời sống của các vị xuất gia, và thậm chí có nhiều vị nói rằng những cái pháp tu tập như là giới định tuệ đó, nó không thể thực hành bởi người cư sĩ được, mà phải là thực hành bởi người xuất gia. Đại đức tính có chia sẻ quan niệm này không? Khi mà mình nói tu tập tam học với định tuệ đó, thì nó có thích hợp để thực hành trong đời sống người cư sĩ không? Cái tình đại đức pháp tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin thành kính những lễ đến thượng tọa Nhật Đạt, thượng tọa Tuệ Quyền cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Ở trong câu thảo luận số 5 này hỏi rằng đời sống người cư sĩ có thích hợp để tu tập giới định tuệ hay chăng? Thì kính thưa quý vị, đối với ai mà muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chấm dứt cái sự già, sự bệnh, sự chết, thì điều thích hợp với cái sự tu tập về giới, về định, về tuệ. Vậy thì ở trong cái đời sống của người cư sĩ đó có thích hợp hay không? Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó thích hợp là tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta có duyên lành, chúng ta xuất gia, thì cái đời sống của chúng ta nó sẽ chuyên tu hơn, nó sẽ chuyên tu hơn. Còn đối với cái đời sống cư sĩ thì nó cũng tu tập được, nó cũng tu tập được, cũng thích hợp, nhưng mà nó có nhiều cái khó khăn, nó có nhiều cái khó khăn. Cũng như có những người người ta mua bán đi, bây giờ người ta mua bán đi, ở trong giới đó, có nói về thí dụ như là cái giới nói dối, nói đâm thọc, nói chia rẽ, hoặc là nói lời độc ác. Thì ở trong cái lời nói dối đó, thì người ta nói rằng là người ta rất là khó để mà gìn giữ, nhưng mà cái đó chỉ là khó thôi, chứ không phải là không gìn giữ được. Thí dụ như giờ có nhiều người ta nói rằng là mình lời 5 đồng trong cái món hàng đó, nhưng mà giờ mình nói ra đó, mình lời 5 đồng đó, thì cái người làm đó, người ta xin
chút, rồi cái người mua đó thì người ta bớt một chút. Đó, thành ra nếu mà mình nói thiệt á thì nó bị hao hụt nhiều. Còn hãy mà mình nói sai á, ví dụ như 5 đồng mà mình nói là 3 đồng hoặc là 2 đồng thì coi như là mình phạm vào cái lời nói dối rồi. Thì nếu mà như vậy á, thì mình không nói, mình không nói, có nghĩa là mình vẫn giữ vững cái lập trường, cái lập trường của mình thôi. Mình vẫn giữ vững thôi, mua đồ tốt, nói đồ tốt, giá nhiêu đó thì ai mua thì mua, còn không mua thôi. Nhưng mà mình biết rằng á, là cái món hàng của mình á, mà nó thật sự nó là tốt, thì cũng có những người người ta cần cái vật dụng hoặc là cái món hàng tốt, thì mình có duyên lành thì mình sẽ gặp với cái sự thuận mua vừa bán thôi. Thì chúng tôi muốn nêu ra cái điều này á, để nói rằng là khó thôi. Cái người cư sĩ người ta khó thực hành giới định tuệ chứ không phải là không thích hợp. Đó có nghĩa là chúng ta thấy rằng á, đối với ngày xưa đó thì ở trong thời quá khứ đó, thì quý vị thấy rằng có một cái vị đó cũng sống để mà nuôi mẹ già với cái nghề thợ gốm của mình, cái nghề mà làm đồ gốm đó. Thì quý vị thấy rằng cái người thợ đó đó chỉ đi ra ngoài cái vùng ven sông rồi coi những cái con mà ở dưới đất đó, nó đùng đùng những cái loại đất xét nó ra đó, thì lấy về để mà làm cái đồ gốm thôi đó. Rồi để ở đó, rồi người ta mua, người ta muốn để gỡ lại bao nhiêu tiền thì người ta thực hiện thôi, người ta gỡ thôi, thì cái người thợ gốm đó lấy cái đồ đó vô xài. Còn ở trong cái thời nay đó thì chúng tôi cũng nghe ở có những cái đất nước phát triển thì người ta cũng hái những cái nho hoặc là người ta vẫn để ở đó, rồi người ta để cái giá cả ở đó, rồi cái người mà lại mua đó, người ta mua bao nhiêu ký lô rồi người ta nhìn cái giá tiền đó người ta nhân lên rồi người ta để cái khoản tiền đó lại thôi. Nó cũng không có xảy ra cái chuyện mà ăn cắp đồ này kia. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà cái người tu á, mà người ta có cái sự mà nhất định quyết tâm thực hiện như vậy thì cũng gặp được những người mà sống chân chất, chân chánh, rồi người ta cũng hợp duyên với nhau, rồi người ta trao đổi qua lại thôi. Thì như vậy đó thì mình cũng thực hành về giới được, mình không có vi phạm vào một cái điều học nào đó. Thành ra đó, rồi ở trong cái đời sống đó thì nếu mà nói về định, thì chúng ta tự tìm cái đề mục hoặc là tự tìm cái chỗ nào đó chúng ta tu tập. Thì nếu mà trong một cái gia đình đó, thì nó hơi khó hơn, là cái cảnh già lam hoặc là những cái cảnh mà nó thanh vắng. Nhưng mà bây giờ thì tại vì cái hoàn cảnh của chúng ta như vậy thì chúng ta phải cố gắng để mà vượt qua thôi. Hoặc là đối với tuệ, đối với tu tập về tuệ thì chúng ta đều vận dụng được cái trí tuệ của mình. Hoặc là khi mà chúng ta tu tập có định thì tuệ phát sanh thôi. Thì vậy thì chúng tôi đưa ra những cái điều này để cho quý vị thấy rằng là đối với đời sống người cư sĩ đó, thì mình giữ giới nó hơi khó, chứ không phải là không thích hợp. Hoặc là mình tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì nó có những cái trở ngại, thí dụ như người làm ở trong nhà hoặc là những người ở trong gia đình hoặc là cái chú xứ vân vân, nó hơi cản trở cho mình thôi, chứ không phải là không thích hợp. Nếu mà mình cố gắng thì mình cũng vượt qua được. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó thì chúng tôi muốn chia sẻ rằng đời sống của người cư sĩ có thích hợp để tu tập với giới định tuệ hay không? Có thích hợp, nhưng mà nó hơi có nhiều cái trở ngại hơn cái đời sống những người mà sống ở trong thiền viện hoặc là ở trong những cái cảnh già lam, khó, nó khó hơn những người đó.
chứ không phải là không thích hợp. Đây là cái ý chúng tôi xin được trình bày trả lời qua cái câu hỏi thảo lần này. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính trình Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông nghe được không? Xin tỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại Đức Nguyên Thông có những pháp tu như là bố thí đó, thì cho cả hai thứ phước là hữu lậu và vô lậu. Nhưng mà trong trường hợp Đại Đức Nguyên Thông nghĩ rằng những người tu những pháp như là giới định tuệ hay là chánh kiến nhất tư duy v.v. thì có phước báo hữu lậu không? Có phước báo trong ba cõi nhân thiên không? Xin tỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được thảo luận cho cái câu số 6 hỏi rằng tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có tạo quả phúc cõi nhân thiên hay tức là phúc hổ lậu không? Ở đây đó thì chúng ta thấy là tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở đây á, thì rõ ràng là có cái này cái phước vô lậu, tức là phước trí, tức là nhờ cho chúng ta có trí tuệ và nhờ cái trí tuệ đó chúng ta tránh được những cái lỗi lầm trong cái đời sống hàng ngày. Mà chúng ta khi mà tránh lỗi lầm đời sống hàng ngày đó thì sự thật ra thì một người mà có những cái tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chắc chắn là có cái phước phước trí. Còn cái phước hữu lậu này tức là có giàu có tài tài sản hay không, hay là thân tướng có hảo đẹp hay chỗ nào đó, thì cái này không phải là không có. Chúng ta thấy rằng một người mà tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì đó là một cái con đường của một cái người mà đang tu hành ở đó. Thì thường thường thì một người mà tu hành như vậy thì cái tâm từ bi hỷ xả của họ có. Cho nên là khi mà có từ bi hỷ xả của họ thì họ không thể nào mà không có bố thí cho những người mà họ có cái phương tiện họ làm. Và những người mà tu hành tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định đó thì là những người đã hiểu biết giáo pháp. Thì những người hiểu biết giáo pháp thì con nghĩ là vấn đề mà cúng dường tam bảo hay kính lễ tam bảo hay là tu hành thì luôn luôn thì nó có cái phước. Trong kinh nói là khi mà mình tu hành là ngồi thiền hay lắng nghe pháp hay là lên chánh điện tụng kinh thì tất cả những cái đó đều có cái phước báo hết, chứ không phải không có phước báo. Vì vậy cho nên là những người mà vì cái chuyện mà cái tu hành của họ cho nên là khi mà những người đó sống một cái đời sống ở kiếp này hay là kiếp sau thì con nghĩ là họ không có gặp cái khó khăn. Bởi vì một người mà không có phạm giới, một người mà sống có đầy đủ chánh tư niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nội có cái chánh nghiệm, chánh mạng đó, thì cái điều đó thì cho chúng ta thấy rằng một người mà sống trên trời gian, trên trần gian này nó làm toàn những điều thiện không, thì con nghĩ rằng và con chắc chắn rằng họ sẽ có phước báo. Trong kinh thì có một vị A La Hán mà không có phước báo là ổng đi khất thực mà rồi ổng không có được đồ ăn, tức là khi mà Phật tử họ để bát đến họ thì họ hết. Thì trong trường hợp đó là tại vì cái nghiệp của quá khứ của người đó, chứ cái người mà ngoại trừ là người mà có cái nghiệp đặc biệt trong quá khứ là có cái có những cái ác nghiệp thì cái ác báo nó trổ quả trên kiếp này thì người đó sẽ không đi khất thực được. Khất thực mà không có được đồ ăn, ông Xá Lợi Phất phải
phải dùng cái trí tuệ của ông ta để mà ông ta đi khất thực, rồi ông ta phải giữ cái bình bát của ông ta để cho ông cái vị A-la-hán mà đó ăn một bữa no trước khi chết. Là cái trường đạo hợp đó là trường đạo hợp rất là hy hữu, khi mà cái người đó bị cái quả báo của cái kiếp trước đã làm cho ông ta kiếp này không có được cái phước báo. Cho nên là mặc dù đã chứng A-la-hán rồi mà vẫn còn gặp khó khăn trong khi đi khất thực. Trường hợp đó là trường hợp hy hữu trong trong kinh. Nhưng mà đối với lại những người mà bình thường, khi mà cái tu tập được chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì con nghĩ rằng ngoài cái phước mà phí đó, thì để cho ông ta có, cho người hành giả có trí tuệ để tu hành, thì cái phước mà hữu lậu thì không thể không có, là bởi vì với những cái sự tu hành của một vị mà tu tập Bát Thánh Đạo đó, thì con nghĩ rằng cái phước báo về phước hữu lậu, phước quả trong cõi dân thiên đó, thì không thể không có. Nó còn ít hay nhiều thì tùy theo cái sự mà cúng dường của vị đó đối với Tam Bảo. Chứ còn nếu mà nói là chỉ cho tu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chỉ có phước trí không mà không có phước hữu lậu, thì con không nghĩ là như vậy. Con nghĩ là cũng có. Và đó là những cái lý giải của con. Nếu mà không đúng, xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con được hiểu, hỏi thêm. Chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ cái trình là Đức Quyền Thông. Thư tọa Tư Quyền, thư tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu thư tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh thư tọa hoan hỷ. Thư tọa Tư Quyền, ngày nay chúng ta có nhiều cái điều kiện để tu tập ở trong các trường thiền, và các vị sư cũng như cư sĩ vào trong các trường thiền để tu tập. Thì thư tọa có nghĩ rằng cách tu tập ở trong các trường thiền ngày nay đó có là một cái phương cách áp dụng đủ Bát Chánh Đạo không? Hay là áp dụng cả 10 cái pháp mà chúng ta học ngày hôm nay không? Hay là chỉ đơn thuần là chỉ dạy chánh niệm mà thôi? Cái thứ thứ thôi thôi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai Giác. Dạ. Các chú vị nghe đó, dạ cảm ơn. Thính lễ chư tăng kính chào quý vị. Có thể nói rằng cái ngày nay đó, kính thưa quý vị, ở trong các trường thiền, đặc biệt chúng tôi chỉ có tham dự các cái trường thiền của Việt Nam, chưa có đích thân mà phải nói rằng có một sự xuyên suốt ở các cái trường thiền ở Miến Điện. Nhưng mà xuyên qua cái theo cái băng ghi hình và cũng như được nghe, thì cái sự tu tập đó các trường thiền áp dụng cái chánh niệm nó nhiều. Đây là cái lý thứ nhất. Hay có một số các cái trường thiền chỉ tu tập nó mang tính tức là thiền chỉ vân vân. Thì ở đây là cái có thể nói rằng cái sự áp dụng mà để mà đầy đủ cái tu tập cái Bát Chánh Đạo đó thì nó cũng rất là giới hạn, rất là hạn hữu. Mà cái đời sống tu tập nó cần đòi hỏi cái sự song hành. Chúng ta biết cái chánh niệm, nhưng chúng ta giữ vững được chánh niệm và phát huy được chánh niệm thì phải là chúng ta có một cái sự tu tập nó mang tính tức là rất là vững chắc. Thường thường ở các trường thiền ở bên ngoài thì người ta chỉ vô, người ta chỉ dẫn chúng ta đặt niệm ở mũi hay là ở bụng như là phòng xẹp chẳng hạn. Thì đó chính là cái điều mà chỉ là lấy cái tinh thần của chánh niệm thôi, chứ không có áp dụng đầy đủ. Và người ta nói rằng là khi mà chánh niệm mình được lớn mạnh đó, vững vàng đó, thì sẽ hỗ trợ, nó sẽ thúc đẩy các cái chi phần còn lại nó khởi sinh lên. Đây cũng là một điều tốt, nhưng cũng là một điều nó bị nguy hiểm, nó bị giới hạn. Người ta không có nắp gì, không có hiểu biết gì về cái tri kiến cả,
người ta chỉ biết niệm ở một cách khu biệt như vậy, giới hạn như vậy. Và người ta lầm tưởng cứ chánh niệm được, có chánh niệm được thì sẽ có được tất cả. Mà kính thưa quý vị, cái chánh niệm mà để cái chánh niệm nó mang tính, tức là để đưa đến cái vô lậu học chánh niệm á, thì nó rất là khó. Cái chánh niệm đó mà để mà chúng ta có cái sampajanya, nó rất là khó. Có chánh niệm nhưng chưa chắc có sampajanya, có tỉnh thức, có tỉnh giác. Mà khi có chánh niệm, có tỉnh thức, tỉnh giác một cách xuyên suốt thì nó mới làm nhân làm duyên để bắt Di Đà nó cùng sanh trong tâm siêu thế. Thì như vậy, nếu như cái sự tu tập của chúng ta có một cái sự quan sát, có một cái sự định đặt tốt đẹp đó, thì nên rằng vào ngồi tu tập về, trước nhất là phải đặt niệm. Bởi vì thiền quán lấy cái tuệ làm gốc, nhưng muốn phát triển được cái tuệ phải có cái niệm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là người tu tập á, trước nhất chúng ta cần phải nắm một cái lý trước. Nó cái tuệ làm gốc, vậy cái tuệ đó là cái gì? Thiền chỉ cái định làm cơ sở thì không miễn bàn đi, nhưng ở đây nói là thiền quán, thì các trường thiền áp dụng coi như là các cái trường thiền thiền quán á, thì lấy cái niệm. Thì ở đó chúng ta phải biết rằng lấy cái tuệ làm gốc, vậy thì cái tuệ đó cái gốc nó như thế nào. Cho nên đây là một điều mà cái sự tu tập nó đòi hỏi. Trước nhất chúng ta phải thấy bằng cái chánh kiến, từ cái chỗ thấy bằng chánh kiến, hiểu bằng chánh kiến, thì cái tư duy của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái chánh tầm của chúng ta, hay là cái chánh tư duy này nó mới đúng. Thì từ cái chỗ đúng đó chúng ta vào vào cái chánh kiến, nên thì là vào cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng một cách đúng đắn, chúng ta giữ gìn. Và từ trong giữ gìn đó chúng ta mới phát huy được cái làm cho giới nó được tốt đẹp. Mà khi giới được tốt đẹp trong sự tu chứng rồi, thì ở đây tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới này, thì hỗ trợ cho cái định đó chính là chánh niệm, chánh định, chánh cần, thế là chánh tinh tấn đó nó khởi sinh lên. Khi mà vị ấy dùng cái chánh niệm hay là chánh định hay là chánh cần này một cách tốt đẹp, vững chắc, mới làm cho cái sông bá chạy nhá, cái nhá chúng ta gọi là cái chánh mà tỉnh giác. Khi chánh niệm một cách ghi nhớ, nhận biết được, ghi nhớ được cái danh này một cách vững chắc, thì mới một cái vừa rồi có cái tuệ đó, là sông bá chạy nhá đó mới thấy được các pháp nó sanh. Xin thưa tòa, thưa quý quan hệ trở lại cặp thưa tòa đã bị rớt mic rồi, kính thưa thưa tòa.
Thưa quý vị, có lẽ là thư tập thực quyền bị gián đoạn được truyền. Chứ tôi thấy thư tập vẫn còn ở trong room nhưng mà không thấy thư tập cầm mic và trả lời. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ về chuyện gì đó đưa ra một cái quan điểm giản dị là bởi vì chúng ta không có thực hành. Chúng ta chỉ nặng về lý thuyết thôi. Nhưng mà khi mà mình thực hành rồi thì mình mới thấy rằng sự việc nó đòi hỏi một cái phương pháp, và thường thường phương pháp nó đòi hỏi một cái hệ thống chứ không có đơn thuần. Thì tôi lấy ví dụ. Thì quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu. Dạ, xin lỗi quý vị. Nếu mà mình chỉ nói về lý thuyết thôi đó, thì thường thường cái cách nói của chúng ta nó có thể cái là vô tội vạ lắm. Nhưng khi mình bắt tay thực hành thì nó không có đơn giản. Thí dụ như là ở chùa, chúng tôi có một số Phật tử họ chuyên về trồng cây. Và khi mà thấy vị này, những vị trồng cây đó, thì đúng là giống như cụ Nguyễn Du có nói là người nghề chơi cũng lắm công phu. Nó có nhiều cái chi tiết lắm đó, mà đơn giản giống như mình quan niệm ở bên ngoài. Ngày hôm nay đó là cả thế giới này, người ta nhận rằng sự phát triển xã hội đó, nó không đơn thuần là có một ông vua hay là một ông tướng tài, mà cần cả một cái xã hội mà khéo tổ chức, xây dựng tốt từ hạ tầng cơ sở cho đến một nền giáo dục đủ để đào tạo nhân tài. Và tôi thấy rằng một con người lớn ở xã hội ngày nay học được nhiều rồi, là họ phải đa dạng, phải có nhiều cái phương diện được học hỏi, được huấn luyện, chứ nó không đơn thuần như ngày xưa là mình học văn hay chữ giỏi ra làm trạng nguyên, ra trị nước chỉ mới làm bài thơ cho hay, văn giỏi là làm việc nước được. Nó không bây giờ mọi thứ nó khác. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng cái quan niệm này từ ngàn xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì lúc bây giờ người ta quan niệm về tôn giáo nó quá đơn giản. Hễ ai có tin, tức là có tín ngưỡng là có tôn giáo, có tín ngưỡng như vậy là đủ, hay là lập một cái hạnh gì đó đặc dị, giống như Việt Nam chúng ta có ông Đậu Nằm, ông Đậu ớt, đậu dừa, vân vân. Nhớ ông đạo mà ăn cái gì đó ta thấy đặc dị. Nhưng mà Đức Phật thì ngài dạy cho chúng ta cái phương pháp tu tập là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Riêng về chánh niệm không á, thì cả bài kinh Tứ Niệm Xứ. Dạ. Bây giờ thì chúng ta có dịp nhìn lại mới thấy rằng tại sao trong kho tàng kinh điển của đạo Phật lại rộng lớn như quý vị thấy hôm nay chúng ta vừa hoàn tất bài kinh Phúc Tụng. Bài kinh Phúc Tụng có 10 phần, từ một chi cho đến 10 chi, không biết bao nhiêu là những cái ý nghĩa được gói ghém ở trong bài kinh Phúc Tụng như vậy. Đó là một giáo trình mà Tôn giả Xá Lợi Phất đã sưu tập những lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta học. Chúng ta có học, chúng ta có tìm hiểu thì mới thấy rằng phần lớn đời sống của chúng ta nó quá đơn giản. Đơn giản trong nhìn, trong cách hiểu, trong cách thực hành. Và vì vậy không trách chi ngày hôm nay đó, mà chúng ta càng ngày chúng ta càng ít có cái kiến văn sâu rộng về Phật Pháp, và chúng ta không áp dụng được sự thực hành. Nên thưa quý vị, đọc những bài kinh này như là kinh Phúng Tụng và tới là kinh Thập Thượng, bắt đầu ngày mai này chúng ta sẽ đi vào về kinh Thập Thượng, thì chúng ta sẽ nhận ra một chuyện rất là dễ dàng là ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, những giáo trình Phật học
đã là chuyên dở nhiều pháp rồi, hà huống gì là sự tu tập. Không ai là chúng ta bị rơi vào trong tình trạng là cha làm thầy con đúc sách. Đức Phật là một nhà giáo dục, là một người dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp và cái cách suy nghĩ hợp tình hợp lý. Nhưng mà chúng ta ngày nay là con của Phật, có nhiều khi mình nhận là Phật tử đó, thế chúng ta không biết nhiều về lời dạy của Đức Phật, và chúng ta không quan tâm đến những gì mà thật sự là có giá trị của Phật pháp. Và hy vọng rằng với bài kinh này và bài kinh sắp tới cũng như nhiều bài kinh mà chúng ta đi qua, thì ít nhất chúng ta cũng có một cái nhìn nghiêm túc về Phật pháp ở điểm là muốn tu muốn học thì chúng ta phải học một cái, và đó là phương pháp, tức là cái cách thức. Thì cái phương pháp đôi khi nó đòi hỏi nhiều phương diện đa dạng, chứ không đơn giản là chỉ có một pháp quá giản gì như chúng ta thường nghĩ. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Bát Đa Ma. Kính riêng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, cảm ơn quý tự nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự, kính chúc quý các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện hữu ân đồng thừa tư công đức.